Tiếp theo, bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn về một cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật che chắn hoặc là cho hiển thị một cái phần nào đó của tài liệu ở trong Photoshop. Thì chúng ta sẽ làm việc với lại kỹ thuật mặt nạ ở trong Photoshop. Thế mặt nạ là cái gì? Mặt nạ là một cái kỹ thuật để che một phần của hình ảnh đi. Ở đây các bạn cần phải phân biệt giữa cái việc là xóa mất cái hình ảnh đi với lại việc che chắn một phần, không cho cái phần đó hiển thị. Bây giờ tạm quay lại một cái khái niệm cũ nhé. Hôm trước chúng ta có nói đến cái vấn đề gọi là làm cái cầu vồng đúng không? Làm cái cầu vồng và chúng ta phải cắt cái chân cầu vồng đi. Thế bây giờ nếu như mà tôi cũng tạo một cái cầu vồng mà tôi không cắt nó mà tôi giấu cái chân đi thì nó sẽ như thế nào? Đây các bạn quan sát. Chúng ta chọn công cụ này này. Chúng ta chọn công cụ này này. Đó, bây giờ tôi thu hẹp hết tất cả những cái thằng này lại. Để tôi tạo cái cầu vồng. Ví dụ đây là 50% thôi chẳng hạn. Thằng này là 30%. Thằng này là 10%. Và cuối cùng cái này là 0%. Bên này cũng thế. 30, 10, 0. Đến đây tôi xử lý xong rồi. Tôi sẽ chọn kiểu vòng tròn. Tôi sẽ vẽ ra cái cầu vồng như tôi mong muốn. Tôi sẽ đặt nó lên trên khu vực mặt biển, ví dụ ở đây chẳng hạn. Và bây giờ tôi sẽ cắt từ đây đi đúng không? Thế hôm trước là chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp là tôi vẽ ra một cái vùng tròn này, sau đó thì tôi sẽ gán cho nó một cái feather này, ví dụ như là 50 pixel đi, sau đó thì tôi mới tiến hành là delete vài lần và tôi sẽ xóa được cái phần chân mờ đi, do cái sự xóa này nó sẽ vượt ra khỏi cái vùng tròn đúng không, và nó mờ dần. Tuy nhiên cái phương pháp này thì nó sẽ vướng ở cái đoạn gì, thực sự là chúng ta đang bị mất đi một số pixel nào đó. Ở cái mặt biển này thì nó tương đối là dễ, vì sao? Vì nó phẳng. Nhưng mà nếu như tôi đưa một cái ảnh này vào trong một cái khu vực khác đi chẳng hạn, như cái này đúng không, thì cái cầu vồng nó đặt ở vị trí này thì nó khác với cầu vồng nó đặt ở vị trí này, tại vì là cái dạng cây dạng núi nó khác nhau. Thế một khi mà tôi đã cắt một cái chân đi phù hợp với cái điểm A thì khi tôi dịch nó sang điểm B, lúc mà tôi cảm thấy không hài lòng nữa, tôi dịch nó sang điểm B thì nó lại không phù hợp nữa, tại vì là cái chỗ cắt đi thì nó mất đi rồi. Thế thì bây giờ tôi sẽ giải quyết bằng cách là thay vì việc là cắt thực sự thì tôi sẽ không cắt nữa, mà tôi sẽ thực hiện cái phương pháp là che đậy, ẩn giấu một phần đi. Và ẩn thì ẩn bằng cái gì? Ẩn bằng cách là tôi sẽ sử dụng một cái kỹ thuật là kỹ thuật mặt nạ. Mặt nạ là gì? Mặt nạ là một cái lớp điều khiển đi cùng với cái layer đó. Nó có thể có hai màu chính là đen và trắng, và giữa các màu đó là màu ghi, màu xám. Thế thì ở đây hai màu chính thì nó sẽ giải quyết vấn đề gì? Đen thì là nó sẽ giấu hình ảnh ở cái vùng tương ứng đen đi, trắng thì là nhìn thấy, còn xám thì che mờ đi. Còn mờ đến đâu thì phụ thuộc vào cái xám đó nó nhiều đen hay nhiều trắng. Đây các bạn quan sát, đây tôi có thể bật cái panel option này, tôi cho nó lớn lên cho các bạn nhìn cho rõ nhé. Thế bây giờ tôi tạo ra một cái mặt nạ bằng cách nào? Đây, tôi bấm vào biểu tượng mặt nạ S Layer Mask ở dưới đáy này, và tôi bấm vào cái biểu tượng thứ ba từ bên trái sang ở trong cửa sổ layer. Khi tôi bấm vào đây, các bạn sẽ thấy xuất hiện một cái mặt nạ được đặt cùng với lại cái layer đó. Và bây giờ chúng ta thấy là màu trắng. Màu trắng thì về mặt nguyên tắc là nó không che, nó không giống cái gì hết. Bây giờ tôi sử dụng một trong các phương pháp nào đó để tôi có thể đưa màu khác vào đây. Tất nhiên là ở đây sẽ là màu đen và màu ghi. Tôi dùng bút đi. Nếu như tôi bây giờ dùng màu đen và tôi vẽ vào đây,
Các bạn hãy nhớ là có hai cái nằm cùng nhau, một cái là ảnh và một cái là mặt nạ. Các bạn muốn vẽ vào cái gì thì các bạn bấm chọn cái đó. Nếu như tôi bấm vào đây thì tôi sẽ vẽ vào cái ảnh này, đấy không? Tôi sẽ vẽ vào cái ảnh. Thế còn nếu mà tôi bấm vào đây thì là tôi sẽ vẽ vào mặt nạ. Thế thì bây giờ chúng ta xử lý lại như sau. Bây giờ chọn màu đi, đó, tôi chọn màu đen. Đấy, và bây giờ các bạn sẽ thấy là tôi vẽ vào đây. Phóng lớn lên một tí cho các bạn dễ nhìn hơn nha. Đây, nhìn kỹ nha. Bây giờ tôi chọn cái mặt nạ này và tôi vẽ màu đen vào đây. Khi tôi vẽ màu đen vào đến đâu thì cái hình ảnh ở trên layer đó bị mất đi đến đó. Có thấy từ cái vệt đen thì vẽ ở đây không ạ? Đấy. Vệt đen vẽ đến đâu trên mặt nạ thì nó sẽ che, nó sẽ ẩn vào đến đó. Bây giờ nếu mà tôi vẽ quá nó lên tít trên này đó thì tôi có xử lý được không? Được. Lúc này chúng ta sẽ đảo ngược hai cái này lại. Tôi lấy màu trắng vẽ trả vào. Màu trắng vẽ đến đâu thì nó lại cho đến đây. Cho hình ảnh hiện ra đến đó. Thế thì các bạn sẽ thấy rằng là bản chất của cái mặt nạ là nó chỉ ẩn giấu thôi, nó không làm chúng ta mất đi một tí pixel nào cả. Tất cả pixel đều đầy đủ, đều vẫn còn nguyên ở trên cái layer. Tuy nhiên, chỗ nào bị màu đen ở trên mặt nạ nó phủ lên thì chúng ta không nhìn thấy. Thế thì cách làm như thế này thì chúng ta sẽ làm có thể là vẽ bằng bút, cũng có thể là chúng ta tô chuyển chẳng hạn. Đây, nhưng thay vì tô chuyển bằng màu thì tôi sẽ tô bằng màu đen và trắng. Ví dụ tôi tô một đường đến đây thì các bạn sẽ thấy rằng là màu đen đến đâu thì nó sẽ che đi đến đó. Và nếu như tôi xử lý như thế này thì các bạn sẽ thấy là cái châm nó sẽ mở đi đến đây, đúng không? Nếu bây giờ tôi không thích, tôi lại muốn cho nó hiện ra hoàn toàn thì bây giờ Alt Delete, tôi tô màu trắng vào thì nó lại hiện ra. Thế đây chính là cái phương pháp để mà chúng ta che bớt một cái gì đó đi. Và nếu như trong trường hợp mà tôi muốn làm một cái gì đó mà nó mang tính gọi là có độ bóng chẳng hạn. Đây, ví dụ lấy một cái sản phẩm nào đó đi. Chúng ta tìm thử một cái sản phẩm. Đây, ví dụ con vịt nhé. Bây giờ tôi mở rộng cái hình ảnh ra. Canvas size. Bây giờ nó đang là cao, tôi cho nó 1.500 đi. Mở xuống dưới đi. Được chưa? Đến đây, tôi nhân bản cái layer này lên, Ctrl G. Tôi đảo ngược lại bằng lệnh Transform Flip Vertical, được chưa? Kéo xuống. Có thể là chúng ta sẽ giảm opacity đi để chúng ta cho nó nằm tương đối sát vào nhau này, được chưa? Đến đây tôi muốn làm cái bóng đổ. Các bạn sẽ thấy rất là nhiều cái sản phẩm ở trên các website nó giới thiệu nó hay làm cái kiểu đồ bóng như thế này. Thì bây giờ chúng ta chỉ việc là tạo một cái mask đó. Bây giờ tôi sẽ sử dụng cái tô chuyển này và tôi chuyển vào đây. Ở đây chứ, cái này mới là cái nghịch, đúng không? Thế thì bây giờ tôi muốn tô như thế nào thì đấy là do cái cách làm của tôi. Đây, trước hết là đặt hàng này lên trên này, hoặc là chúng ta có thể là xử lý bớt cái nền này đi và nên làm một cái nền trắng riêng ở phía dưới. Thằng trên này thì lên này mất đẹp. Bây giờ tôi có thể cắt bớt cái thằng này đi chẳng hạn. Ví dụ xóa lại, được chưa? Thế bây giờ tôi mới đặt hai thằng này lên đây với nhau thì đây là cái bóng đổ, đúng không? Bóng đổ thì bây giờ mình do mình, hoàn toàn là do mình thôi. Kéo lên nữa thì nó mờ một tí thế này, kéo dài thì lên đây thì nó sẽ hiển thị nhiều, hiển thị ít, hoàn toàn là do tay chúng ta kéo thôi. Cái mặt nạ này che đến đâu, cái màu đen đi đến đâu thì nó che đến đấy, màu xám đi đến đâu thì nó sẽ hiển thị mờ mờ một phần. Đấy. 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 Hoàn toàn là do chúng ta chủ động trong việc này. Đấy, thế thì cái việc mà chúng ta xử lý như thế này thì nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được các vấn đề một cách rất là linh hoạt. Che cái gì, đặt cái gì. Đây, bây giờ nếu thế thì quay trở lại bài hôm nay các bạn.
Muốn à, tôi có gửi một cái bài lên trên Face cho các bạn rồi đúng không? Ví dụ như là chúng ta muốn che, muốn đậy một cái gì nào? Trong cầm một cái gì đó vào bàn tay đi. Chờ tôi một tí nhé, để tôi tìm cái anh phù hợp. Lấy thêm một cái này đi. Bây giờ chúng ta có mấy cái như này nhá. Tôi có mấy cái bức ảnh như thế này. Một cái màn hình này. Một cái hình ở biển này. Một cái khinh khí cầu này. Và sau khi mà ghép với các thứ thì chúng ta có được cái hình ảnh như thế này. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là việc này là việc cắt ghép của các cái ảnh vào với nhau. Và bây giờ tôi muốn là xử lý những cái này thì chữ thì nó sẽ là nó tương đối đơn giản rồi, gõ chữ ra tô đúng màu và làm cái họa tiết, à làm cái hiệu ứng là cho nó dày lên. Thế còn cắt và lấy những cái cắt và lấy những cái kính khí cầu này thì cũng tương đối là dễ. Đấy, và chúng ta nhân bản nó cũng rất là dễ, chỉ có cái phức tạp là ví dụ như là cái hình ảnh cái bàn phím này hay là cái tivi đấy, làm sao để mà lồng ghép những cái hình ảnh này vào với nhau. Thì đây các bạn quan sát thử xem, bây giờ tôi sẽ có một cái nền này, là cái này chính sẽ là cái nền chính. Bây giờ tôi sẽ lấy những cái yếu tố khác tôi đưa vào. Ví dụ đây, đây hoặc là không thì chúng ta có thể làm luôn là từ đây đi, đúng không? Lấy hết tất cả những cái phần phần màu này. Đến đây tôi có thể làm lấy thêm cái này nữa đi, an này, trừ bớt này. Bây giờ đảo ngược lại, select invert là tôi lấy được hai quả khí cầu đúng không? Bây giờ tôi kéo cổ nó sang bên này, vậy là tôi có thêm được hai quả khí cầu. Đến đây thì mình có thể là đóng bớt cái thằng này lại. Đây là bài mẫu này, đây là bàn phím này, bàn phím cũng thế, tôi kéo thẳng sang đây. Đến đây thì tôi không cần bàn phím nữa. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đặt nó song song hai cái và chúng ta xem các kết quả. Thế thì trước hết là cái bàn phím, nhá. Tôi xem là bàn phím được đặt vào đâu. Đó, cái này thì nó hơi bị biến rồi, cho nên là tôi Ctrl T và tôi cũng sẽ biến nó, tôi làm sao cho nó thu lại cũng đại loại gần gần như là cái bài mẫu. Thế thì mọi người nhìn thấy là nó cũng tương đối mờ, đúng không? Thế thì ở đây chỉ đơn giản là tôi muốn che chắn nó đi phần nào thì tôi sẽ tạo ra một cái layer mask này, sử dụng cái bút
lấy màu đen để mà xóa bớt đi, và bằng cách là nên lấy cái bút mềm cái size to một tí, thì khi mà chúng ta tô màu đen vào đây đấy, thì chúng ta có thể là cho nó mờ mờ cái biên đi, đúng không? Ví dụ thế. Tương tự như thế thì bây giờ cầu vồng cái này thì tạm thời bỏ đi nhá. Quan trọng nhất là cái gì? Quan trọng nhất là xử lý cái này thôi. Trước hết là xóa bỏ. Trong trường hợp này thì tốt nhất là nên nên chọn và xóa thật sự đi nhá. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ xóa, chúng ta lấy cái chúng ta cần thôi. Đây, lúc này thì các bạn có thể áp dụng luôn, các bạn có thể dùng cái công cụ này luôn nhé. Ví dụ thế. Bây giờ tôi Control Enter để tạo ra vùng chọn, đúng không? Bây giờ Control G đi, nhân bản lên và tôi xóa luôn cái thằng này đi. Tôi chỉ giữ lại cái màn hình thôi. Đến đây tôi sẽ đặt nó vào trong vị trí cần thiết. Cái này thì tốt nhất là đặt xuống lớp dưới một tí đi. Này lên. Được chưa? Thế thì chúng ta sẽ nhìn cái ảnh này. Một phần này vẫn còn, đúng không nào? Và lại lộ ra và nhìn thấy cái con hải cẩu ở dưới. Vậy thì cái phần mà chúng ta xử lý nó lại nằm ở đây. Thế thì chúng ta sẽ làm việc ở đây. Nhá. Vẽ cho tôi một cái trước hết là tạo ra cho tôi một cái mặt nạ đã. Đấy, sau đó thì tôi mới xử lý là vẽ cái vùng chọn. Ví dụ thế này. Bây giờ mới Control Enter biến nó thành vùng chọn ở đây. Và tôi sẽ làm việc với thằng này bằng cách tô chuyển. Đó, tô màu đen. Đây này, nhìn đây này. Thì nó sẽ trong bớt một phần này đi. Chỗ nào mà tương ứng với phần màu đen, đúng không? Tương ứng với phần màu đen ở trên mặt nạ này thì nó sẽ che cái phần màn hình vốn có đi để cho nhìn thấy cái phần phía sau. Đấy, và nó vẫn giữ lại cái góc màu gốc của màn hình này, tại vì chỗ này nó tương ứng với trắng hoặc là xám. Đấy, ví dụ như thế. Thì với cách như thế này thì chúng ta có thể là giải quyết được che chắn đi một phần mà không làm mất cái gì. Đây, có đủ không? Giữ Shift mà các bạn kích vào mặt nạ thì là các bạn sẽ vô hiệu hóa tạm thời mặt nạ đi. Và bằng cách như thế này thì các bạn lại nhìn thấy gốc. Còn Shift kích lại một lần nữa thì lại kích hoạt mặt nạ lên, thì chúng ta lại thấy được cái tác dụng của mặt nạ là che chắn cái gì. Đấy, bằng cách như thế này thì chúng ta có thể là làm rất là nhiều các cái thao tác phức tạp. Ví dụ sau này chúng ta sẽ làm một vài cái bài tập khác nó có liên quan tới cái kỹ năng này chẳng hạn. Đây, chúng ta xem thử một vài cái bài. Tôi sẽ nói nhanh về cái bài mà các bạn sẽ làm chẳng hạn. Ví dụ như là bài này đi, thì các bạn sẽ thấy có mấy cái như thế này nhé. Đây là tài liệu gốc của bạn này, đó. Sau đó thì các bạn sẽ làm nó ra cái như thế này. Thế thì ở đây các bạn sẽ thấy là nó có một cái logic là hoặc là cái cô bé này là đặt ở layer trước hoặc là sau cái thằng cô bé này, đúng không? Không thể nào mà nó lại vừa trước vừa sau được. Đấy, thế thì bây giờ nếu mà cô bé này đứng ở phía trước thì nó sẽ che bớt một phần của thằng cu này,
Nếu mà ở phía sau thì bản thân cái thằng cu này nó sẽ che và không nhìn thấy cái tay đặt lên vai được. Đấy, thế nhưng mà nếu như mà chúng ta muốn thì chúng ta lại có thể làm việc bằng cách là gì đây? Đặt cô bé này ra đằng sau, đặt thằng bé này ra đằng trước, và tương ứng với cái phần bàn tay này thì chúng ta vẽ một chút cái mặt nạ ở vai của thằng bé này, thì phải che luôn cái những nó giấu những điểm ảnh ở tay thằng bé này đi, đúng bằng hình cái tay của cô bé đằng sau. Thế thì nó sẽ đưa lên đây, ví dụ như này nhá, mình giải quyết luôn cái việc này, nó thử nghiệm luôn nhá. Đây bài mẫu nhá, tô hết này. Bây giờ lấy các cái đối tượng từ bên này sang, chúng ta cũng làm một cách nó tương đối thôi. Về các bạn muốn làm cho nó tốt thì các bạn sẽ làm thật tốt cái thao tác làm việc bằng bằng pen này cho tôi. Đây, bây giờ tôi lấy được một đối tượng nhé. Đây là cậu bé này. Đây các bạn quan sát nhé. Tôi kéo cái thằng bé này sang đây. Rồi, được thằng bé. Bây giờ việc tiếp theo là tôi lấy cô bé này. Chúng ta lại quan sát nhé. Lấy sang này. Ví dụ này, Ctrl Enter, kéo sang. Thế bây giờ các bạn quan sát này nhá, cậu này đứng ở phía trước đúng không?
cô bé này đứng ở phía sau hoặc là đứng ở phía trước. Bây giờ tôi cho ra sau đi, được chưa? Bây giờ cho con này to ra một tí tẹo cho nó tương ứng. Thế thì bây giờ các bạn thấy là nó sẽ như thế này, và cậu em thì che tay của chị đi. Bây giờ chúng ta giải quyết vấn đề là như thế nào. Muốn cho lên này, tôi sẽ giữ control, tôi trước tiên là làm cái mặt nạ đã. Đây là mặt nạ, à xin lỗi, đây là mặt nạ ở chỗ cậu em, đúng không? Bây giờ tôi mới giữ control, tôi kích vào đây để tôi tạo ra, thì đây nhỉ, tôi tạo ra cái vùng vùng chọn, đúng không? Vùng chọn này, với cái vùng chọn này bây giờ tôi sử dụng bút này, tôi tô một em vào đây thì sao? Quan sát nha, ví dụ này, thì cái tay nó trồi lên. Trồi lên vì sao? Trồi lên vì thực ra là ở đây nó bị giấu mất cái điểm ảnh của cậu em đi rồi đấy. Và do đó thì ở lớp đằng sau thì tự nhiên chúng ta thấy cái tay đằng sau nó trồi lên đấy. Có thể vị trí thì chưa đúng lắm cái bài mẫu, nhưng mà về nguyên tắc tôi đang giải thích với các bạn là giấu một điểm ảnh đi là như thế nào để cho hiện những thằng khác lên. Hay là chúng ta xem thử một cái bài khác như thế này đây. Ví dụ như là bài 8 này đi. Đây, quan sát bài này. Các bạn có một cái ảnh nước như này và một cái ảnh này. Bây giờ tôi muốn là ghép cái nước ở bên này sang bên này, đúng không? Thì tôi có thể làm như sau. Đặt hai cái nước vào đây. Đây, các bạn quan sát nước lấp vào đây, đúng không? Bây giờ tôi sẽ làm theo hai cách, một là như thế này, vẽ một cái vùng chọn tương đối vào đây, đúng không? Cứ để đấy. Bây giờ tôi mới làm tiếp theo cái thao tác là gì đây nhỉ? Tạo ra một cái vùng chọn, đúng không? Đây, Control Enter. Và nếu mà bây giờ tôi tạo ra mặt nạ ở đây, nó có, các bạn thấy cái thao tác thì hơi khác một tí đúng không? Trước thì thường là tôi sẽ tạo ra mặt nạ trước rồi tôi mới xử lý cái vùng chọn đấy. Còn bây giờ nếu như mà tôi tạo ra vùng chọn rồi mà tôi mới nhấn vào mặt nạ thì nó sẽ xác định luôn cái vùng nào trong vùng chọn sẽ là nằm ở trong cái mặt nạ đó và sẽ được nhìn thấy. Còn cái vùng nào mà nằm ngoài cái vùng chọn thì nó sẽ tương ứng với vùng màu đen này, nó sẽ tô màu đen vào cái vùng ngoài vùng chọn, nó giấu đi luôn đấy. Thế thì đây là tôi đang ghép nước vào, nhưng mà trong trường hợp này các bạn nhìn thấy là nước này rất xấu, đúng không? Làm lại nhá. Đến đây thì tôi sẽ gán cho nó một cái gì nhỉ, gán cho nó một cái vùng chọn, cái vùng vùng ảnh hưởng đây. Phát tao rồi, phát này. Đó. Đấy. Bây giờ tôi vào select, vào modify, vào feather, tôi gán cho nó ví dụ 30 pixel đi. Sau đấy thì tôi mới làm sao? Tôi mới tạo ra cái mặt nạ. Êm hơn chưa ạ? Khi mà đã tương ứng với lại cái vùng vùng feather thì cái phép tô bao giờ nó cũng sẽ có cái sự chuyển. Đáng nhẽ ra tô vào cái vùng phía trên này bằng màu đen thì để lúc giáp danh giữa vùng trong vùng chọn ngoài vùng chọn thì lúc đó nó có feather, cho nên nó theo nguyên tắc là yếu dần yếu dần yếu dần, càng xa thì càng yếu. Vậy thì nó sẽ làm sao? Màu đen càng tô xa càng càng ít đen đi, và lúc đó nó sẽ tạo ra một cái biên mờ dần và chúng ta thấy nước nó mềm, nó lẩn, nó cọp, ví dụ như thế. Thì đây là cái phương pháp này mà chúng ta có thể làm rất là nhiều cái cắt ghép, lồng ghép các thứ, thì thường là đây chính là kỹ thuật này. Đây, hoặc là một cái bài khác giới thiệu nhanh luôn tất cả những cái gì mà liên quan tới cái bài tập mà có dính dáng đến cái đấy. Ví dụ như là các bạn có thể xem một cái bài như bài này chẳng hạn. Đây, quan sát lại cái bài này.
vẽ để lấy tất cả những cái đối tượng này. Thì các bạn có thể dùng, trong trường hợp này thì bắt đầu là dùng những cái trừ nền hoặc là sử dụng pen để vẽ lại đôi cánh này chẳng hạn, sử dụng pen để vẽ lại cái hoa này chẳng hạn, hoặc là sau này tôi có thể giới thiệu thêm một vài phương pháp khác để chọn đấy. Tuy nhiên khi ghép vào thì ghép cái gì, đây ví dụ cô này được coi như là chui ra từ bông hoa chẳng hạn, thế thì cái này dùng bằng cách như thế nào? Đây các bạn quan sát thử, chọn nhé. Ví dụ đây tôi chọn được con này rồi, Ctrl G đi, nhân bản lên, vậy là tôi sẽ lấy được con này và tôi đặt vào đây. Khoan nói là đẹp xấu nhé. Thế thì bây giờ muốn làm cho cô này lần vào đây thì đơn giản là ở trên cái lớp mà chứa cô này đúng không, tôi phải đặt một cái mặt nạ lên đây và tôi sẽ sử dụng một phương pháp nào đó, bút cũng được tô cũng được, làm sao để đảm bảo rằng là khi mà tôi tô vào đây nó sẽ có đoạn chuyển mờ và lúc này nó sẽ giấu dần cái cô này đi đúng không. Đấy, chỗ nào mà chưa được tốt lắm thì chúng ta sẽ sử dụng bút chúng ta tô thêm, đại loại là như thế, thì lúc ấy thì chúng ta mới giấu vào được. Nếu mà màu đen giấu kỹ quá thì các bạn có thể lấy một cái màu mà không hẳn là đen, nó hơi đen rồi có chất xám một tí thì nó mờ dần mờ dần mờ dần đấy. Hoặc là muốn xử lý ở trong một cái phạm vi hẹp hơn chẳng hạn, nếu mà kéo cả cái này nó khó thì các bạn có thể tạo ra một cái vùng tròn nho nhỏ đây để chúng ta lại tô trong một cái phạm vi này thôi đó. Thì nó sẽ xử lý nhỏ gọn bớt đấy. Hoặc là một bài khác nhé, ví dụ đây chẳng hạn như bài này, cô này đó với con này ghép. Thế thì có rõ ràng chúng ta cũng vẫn phải xử lý hoặc là xóa hẳn đi để ghép vào, nhưng xóa thì bao giờ nó cũng bị cứng, thế cho nên là thường là ở đây chúng ta sẽ ghép ghép cùng mặt nạ cả của cô gái lẫn mặt nạ của con báo, con sư tử kia đúng không, một đằng thì che mềm cái ngực của con sư tử đi, một đằng thì cắt bớt một phần thân của cây mềm 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 để làm sao cho nó có thể ghép được vào với nhau. Ví dụ như thế, có rất nhiều các bài để mà ghép theo kiểu đấy. Nếu mà chúng ta tìm hiểu về ghép thì sẽ có cực kỳ nhiều nhiều cái kiểu mà ghép hình như thế, ghép giữa con nọ, đầu con nọ và thân con kia trong các ví dụ ở trên mạng cực kỳ nhiều. Và kỹ thuật là kỹ thuật gì, kỹ thuật 100% ở đây đều là kỹ thuật là mặt nạ cả, mỗi con che đi một phần làm sao cho đến lúc mà cái đoạn còn lại là khớp vào nhau một cách hợp lý đấy. Thì đây chính là cái kỹ thuật được dùng vô cùng nhiều ở trong Photoshop, tất cả những cái gì mà modify, cái gì mà hài hước, cái gì mà cắt ghép thứ thì đều là cái trò này. Thế thì như thế thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là sự kết hợp ở đây, tại sao hôm nay tôi lại muốn nói, tại vì là những cái phần cắt ghép này là những phần tỉ mỉ đấy, và cái phần chọn những cái thứ là nó đôi lúc là nó cũng phải rất là cẩn thận. Thì là chúng ta làm quen hôm nay hai khái niệm, một cái là pen để chúng ta vẽ đường vát ra những cái chỗ mà chúng ta cần vẽ tỉ mỉ, ví dụ như cái ngón tay chúng ta rất là khó để mà vẽ chuẩn được, chọn chuẩn được bằng các phương pháp khác thì chúng ta phải dùng pen để chúng ta vẽ vào, tại vì nó nhỏ nó tinh đấy, ví dụ như thế. Thế còn trường hợp mà các bạn dùng các công cụ khác cũng được, nhưng mà thường là nó hơi bị nhem, nó không được sắc nét, thì chúng ta sẽ chọn bằng pen và sau đó ghép, thì chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp là dùng cái mặt nạ để chúng ta xử lý đấy. Thì bây giờ các bạn có thể là lấy bất cứ một cái gì ra để các bạn làm đây, xem thử một vài cái ví dụ khác.
Đây, ví dụ đây các bạn xem đó, một ảnh này lấy thêm cái ảnh nữa vào này đó, tôi chỉ việc là sử dụng gì đây, mặt nạ này, lấy bút này, tô xóa này, thì đây đã là gì đây, ghép vào. Nếu mà thêm nữa là chúng ta sử dụng một trong các cái chế độ hòa trộn để chúng ta có thể đặt nó vào, ví dụ ghép thường người ta sẽ kết hợp giữa mấy cái yếu tố, một là công cụ chọn để chọn được cái khu vực chúng ta muốn, hai là kỹ thuật mặt nạ để che chắn những cái gì cần che chắn, và thứ ba là kết hợp thêm những cái chế độ là gì đây nhỉ, blending mode, chế độ hòa trộn để tạo ra các hiệu ứng khác nhau. Khi mà chúng ta sử dụng cái này thì nó cũng sẽ tạo ra một cái sự hòa trộn nhất định vào giữa layer nọ với layer kia. Thì mỗi một cái chế độ thì nó sẽ cho chúng ta một cái giá trị hoặc là cái hiệu quả khác nhau. Đấy, thì đấy là những cái thứ mà chúng ta nên thử nghiệm rất là nhiều. Kỹ thuật thì không khó, nhưng mà cảm nhận hoặc là những cái khám phá khi mà chúng ta thay đổi một cái giá trị nào đó trong Blending Mode thì nó lại cho chúng ta rất là nhiều cái kết quả khác nhau.